bảng chết 3 cm. Chúng ta xác định chữ bên trên ngực. Phần chết bên này, tôi vẫn lấy 3 cm. Các bạn nhớ lưu ý là không được vẽ lên tận đỉnh ngực. Bởi vì nếu mẹ vẽ trên tận đỉnh ngực ấy, thì khi mà may vào nó sẽ tạo cái điểm nhọn mà điểm không đẹp. Dạ nữ nó hơi tôm. Tôi đã thiết kế xong thân trước và tiến hành cắt. Gấu các bạn để phân rưỡi này. Cổ thì các bạn vẫn để dư 0,7. Vai phân rưỡi. Nách từ 0,5 đến 0,7. Chúng ta chuyển sang thiết kế thân sau. Lưu ý là khi thiết kế trực tiếp trên vải này, sao phải gióng cho đúng thật chuẩn canh sợi. Nếu không khi lên cái áo nó sẽ bị đu hoặc là nó không cân cái áo. AX rào sau bằng số đo cộng trừ độ co nếu có. AB bằng xuôi vai trừ mẹo cổ. Mẹo cổ ở đây ấy, trong ngành may cho chuẩn là từ 2,5 đến 3 cm này. BC sâu nách sau bằng vòng ngực chia 5 cộng 1. AD này, hạ eo sau bằng số đo này. Số đo trên cơ thể người nhé, hoặc là số đo có sẵn. Chúng ta đi thiết kế xuôi vai và vòng nách thân sau. AA1 bằng vòng cổ chia 5. BB1 bằng rộng vai chia 2. Từ A1 này, kẻ vuông góc này, A1, A2 bằng 2,5 cm. Ta nối A2 và B1 ra xuôi vai thân sau. Vẽ luôn vòng cổ thân sau này. Tiếp tục chúng ta vẽ vòng nách thân sau. Ngang ngực C này, CC1 bằng vòng ngực chia 4 cộng 0,5. DD1 ngang eo bằng vòng eo chia 4 cộng chiết và cộng cử động 1. XX1 bằng ngang mông chia 4 cộng 2. Ta nối này, C1 này, D1 này, với X1. Đó lượn sườn thân sau.